Phúc Vị Ô Tô xin chào anh em ha. Ngày hôm nay em sẽ lên cho anh em một MC nhỏ gọn. Mình đi tập lái, tập chạy, mình chở hàng rồi cũng được luôn em. Xe này xe bán tải, xe bán tải, xe van nha. Chở hàng rồi thoải mái vô tư luôn em. Một MC nhỏ gọn đi trong phố cũng được, mà đi cao tốc đồ vô tư luôn. Tại vì MC này là xe bán tải rất là khỏe nha anh em, nhỏ gọn nữa anh em. Mình kiếm cho mình một em, mình đi gia đình cũng được, chở được vợ con mình đi chơi, chở được vợ mình đi chơi, rồi chở được hàng hóa đồ đằng sau. Tết Tết rồi hai vợ chồng đi về quê anh em đó, mở đồ đằng sau rất là nhiều, rất là vô tư luôn anh em. MC phải nói là quá đẹp quá cộp như thế này mà em nói cái giá bất ngờ luôn, đời cao nha. Để em nói trước cái đời đời em này, đời 2014, đăng ký 2016. À, xin lỗi em nhầm lẫn xíu, là đăng ký 2015 nha anh em. Mà giá em nói bất ngờ luôn, 105 triệu thôi. 105 triệu là anh em đã sở hữu được một em Chevrolet Spark đời 2016 nha. Là 2015. 2015 nha. Rộng rãi luôn nè anh em, dọn dẹp sạch sẽ, rửa đồ, lót lót sàn đồ, đằng sau không gian cướp rất là rộng, xe van mà anh em. Chở hàng chở đồ đồ rất là ngon lành luôn. Xe này 0.8 thôi anh em, đi cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu luôn, ngang ngửa SH thôi, sợ còn nhiều khi còn thua SH nữa, giờ nhiều khi ít hao xăng hơn SH nữa anh em. Tầm 6 lít thôi, 6 lít quay đầu thôi, không nhiều anh em. Van mà mình đi mình là chắc cũng tầm 4 lít, 3 lít, 4 lít thôi à. Lớp láp đồ cũng rất là đẹp, nước sơn sơn này em, nước sơn si rất rất đẹp luôn anh em. Lớp láp còn khá là dày luôn nè, ốp ốp luôn, ốp cái này lên cho đẹp luôn nè anh em. Cái mâm này là vẫn còn mâm sắt nha, chưa có làm mâm đúc cho anh em đâu. Có cảm biến lùi, một MC như thế này mà có cảm biến lùi nè anh em. Em này biển D nha, có niên hạn nha anh em. Biển D, một em bán tải, mình đi vòng vòng trong phố rồi chơi. Mà em này đời cao cho nên anh em yên tâm, chạy được còn rất là lâu. Em này đời 2014 là đăng ký 2015 mà, quá là lâu luôn anh em. Loa được đổi cho anh em cái cặp loa nè, cặp loa này nghe nhạc sập sình luôn. Để lên cho anh em đầy đủ màn hình, cam lùi, cam hành trình luôn rồi. Kiếm đâu ra một em xe mà chỉ nhô, nhô trăm xíu thôi, coi như 105 đó là ra rút hồ sơ rồi cho anh em luôn á. Keo chỉ vẫn còn nha anh em, keo chỉ còn thẳng tắp, không mất một phân luôn, không mất một ly luôn anh em. Bốn cánh luôn, bốn cánh đầy đủ, còi kêu bốn bánh quay đều luôn anh em. Xe nhìn form dáng rất đẹp, đèn đuốc về là em đánh bóng đánh bát lại hết cho anh em rồi nè. Em mở cửa sau ra cho anh em luôn. Quay keo chỉ chủ yếu là keo chỉ mình nhìn được là mình biết được là em nó có đâm đụng hay không luôn. Xe này em bao tai nạn ngập nước cho anh em luôn, tại vì em còn bảo hành cho anh em nữa. Máy móc rồi em bảo hành cho anh em 3 tháng, cho nên là về vấn đề máy móc ngập nước thì em không chơi cái dòng đó, dọc đó về bảo hành đuối luôn anh em. Anh em cũng đi cũng khó chịu mà em bảo hành cũng mệt nữa, cho nên em không có nhập mấy cái dòng mà ngập nước rồi về, tại vì có bảo hành cho anh em mà. Nhiều khi mua không bảo hành may ra em còn lấy mấy MC đó về em để lại rẻ rẻ cho anh em, chứ có ngập nước vô là bảo hành đuối luôn anh em, cho nên em không nhập mấy dòng mà ngập nước nha anh em. Gầm bờ em này thì rất là chắc chắn nè, để em quay cho anh em coi sáng cho anh em. Gầm bệ em này thì phải nói là như xe mới luôn đó. Máy móc thì bao đẹp luôn cho anh em, máy móc nè. Ui dòng máy nó mới ghê chưa anh em, này máy rất là mới. Nhìn cái đằng trước này nè, là biết là có đâm đụng tai nạn hay không nè. Thì này xe gia đình người ta chạy á, bác qua anh nè. Máy móc còn rất là mới như thế này thì anh em hiểu được cái độ chất của xe rồi. Keo chỉ vẫn còn nha, rồi keo chỉ đằng trước vẫn còn nè. Này có cái view đẹp để quay cho anh em xem được toàn cảnh, MC nhìn rất là ngon luôn, rất là ngon, rất là đẹp luôn anh em. Rồi anh em nào xem xe thấy đẹp, thấy clip hay thì cho em một lượt like cũng như là một lượt
chia sẻ cái clip này nha. Còn anh em nào mà xem clip lần đầu thấy hay thì cho em một lượt đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông theo dõi nha anh em. Nút chuông đó để cho anh em nhận được những clip hay của em một cách sớm nhất luôn. Em đăng lên là anh em thấy liền luôn. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều.